Kính chào quý vị đến với bản tin trợ lý Ảo Điểm Báo được phát sóng trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC Ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bản tin trợ lý Ảo Điểm Báo 18 giờ hôm nay ngày 11 tháng 11 năm 2022 với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.vn. Mở đầu bản tin là những tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý thính giả, diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 22 tháng 12 trên phạm vi toàn quốc, chương trình tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022. Vietnam Grand Sale 2022 do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức nhằm kích cầu tiêu dùng, góp phần gia tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Chương trình được xây dựng và triển khai vào dịp cuối năm để tất cả các thương nhân, doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh tế của Việt Nam có thể chủ động xây dựng và thực hiện các chương trình khuyến mại. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại có thể lên đến 100% tùy vào lựa chọn của doanh nghiệp, thay cho việc bị giới hạn ở mức 50% như trước đây. Thưa quý thính giả, nguồn tin từ phía Bộ Công Thương cho biết, vào lúc 17 giờ chiều nay 11 tháng 11 Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp bàn về các vấn đề liên quan đến điều hành xăng dầu. Cuộc họp do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đồng chủ trì. Theo đó, cuộc họp dự kiến có sự tham gia của Bộ trưởng các Bộ Công Thương, Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương phụ trách lĩnh vực, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách lĩnh vực, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phụ trách lĩnh vực. Về phía doanh nghiệp có Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam. Theo kế hoạch, hôm nay 11 tháng 11 là kỳ điều hành giá xăng dầu. Tại kỳ điều hành này, Liên bộ Công thương Tài chính cũng đã có phương án điều chỉnh tăng mức chi phí đưa xăng dầu về Việt Nam. Thưa quý thính giả, du thuyền đang di chuyển trên sông Sài Gòn thì bị cháy lớn rồi chìm xuống nước nhưng may mắn 3 người được giải cứu kịp thời. Ngày 11 tháng 11, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ du thuyền bị hỏa hoạn, chìm trên sông Sài Gòn đoạn qua khu vực xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi. Theo thông tin ban đầu, chiều tối qua, ông Nguyễn Văn Nhất được một người thuê lái tàu chở khách. Du thuyền có ký hiệu SG chưa rõ số hiệu từ thành phố Thủ Đức đến cầu bến xuất xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, với số lượng khoảng 10 khách. Đi cùng ông Nhất còn có thuyền phó và thuyền viên, tất cả đều đủ điều kiện hoạt động gồm có giấy phép lái tàu, căn cước công dân. Sau khi đi qua cầu bến xuất khoảng 1 km thì có một chiếc cano chưa rõ lai lịch đến đón 10 người khách trên tàu của ông Nhất đi về hướng Củ Chi. Tiếp đó, ông Nhất điều khiển du thuyền chở thuyền phó và thuyền viên quay đầu về lại thành phố Thủ Đức. Khi du thuyền chạy đến khu vực sông Sài Gòn thuộc tổ 7, ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng thì xảy ra hỏa hoạn. Phát hiện cháy, thuyền trưởng thả neo đậu lại tại sông, cùng với hai người khác chữa cháy nhưng bất thành. Thời điểm này, một chiếc ghe tàu đi ngang đã tiếp cận hỗ trợ đưa 3 người trên du thuyền đang cháy thoát ra ngoài an toàn. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nơi ngọn lửa bùng phát là khu vực hầm mái. Vụ cháy không gây thương tích về người nhưng làm du thuyền chìm xuống sông. Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông qua khu vực. Thưa quý thính giả, ngày 11 tháng 11, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ quý kỳ quốc sư Nguyễn Minh Không tại chùa Bãi Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Hàng trăm tăng ni Phật tử đã về tham dự và chứng minh lễ quý kỳ. Dưới sự điều hành của các thượng tọa, các Phật tử tham dự đã cùng thực hiện lễ thỉnh Phật và lễ cúng tổ trong không khí trang nghiêm, thành kính. Thượng tọa Thích Minh Quang, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã có phần chia sẻ đánh giá vị trí, vai trò và những đóng góp của quốc sư Nguyễn Minh Không về văn hóa, Phật học, y học, kinh tế trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam. Thưa quý thính giả, ngày 11 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Bình Định. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng. Theo đó, dự án do Thủ tướng Chính phủ cấp quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan chủ quản dự án là Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định. Dự án có tổng mức đầu tư là hơn 2.600 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng. Thời gian thực hiện dự án là 6 năm, từ năm 2022 đến năm 2027. Mục tiêu đầu tư nhằm tăng cường khả năng tiếp cận đến các dịch vụ cơ sở hạ tầng thích ứng và nâng cao năng lực lập kế hoạch và quản lý phát triển thích ứng với rủi ro thiên tai tại tỉnh Bình Định. Tiếp theo chương trình là những tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý thính giả, sáng ngày 11 tháng 11, tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 40-41 đã chính thức được khai mạc với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Tổng thư ký ASEAN và nhiều đại diện đối tác, tổ chức quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự lễ khai mạc. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đề cao ý nghĩa kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN, đánh dấu chặng đường dài của liên kết và hợp tác khu vực,
thúc đẩy sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình ASEAN vì mục tiêu chung là hòa bình, tự cường và phát triển. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và các hội nghị liên quan là dịp để các nước cùng nhìn lại và quyết tâm phấn đấu cho một tương lai đoàn kết, tự cường, bao trùm và dựa trên luật lệ. Thưa quý thính giả, ngày 10 tháng 11, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã tiếp người đồng cấp Ireland Michael Martin trong bối cảnh hai bên nỗ lực giải quyết mâu thuẫn liên quan vấn đề thương mại hậu Brexit tại vùng Bắc Ireland. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại Blackpool, Tây Bắc xứ England cùng với những dấu hiệu cho thấy quan hệ song phương liên quan vấn đề Bắc Ireland đang dần tan băng. Đây là vấn đề đã làm rối loạn đời sống chính trị tại vùng Bắc Ireland và đẩy Anh vào thế đối đầu với cả Liên minh châu Âu, EU và Cộng hòa Ireland. Dấu hiệu rõ ràng nhất về việc hai bên đang quay lại thực thi cam kết giải quyết mâu thuẫn là việc Thủ tướng Sunak trở thành nhà lãnh đạo Anh đầu tiên tổ chức thượng đỉnh Hội đồng Anh, Ireland kể từ năm 2007. Thưa quý thính giả, ngày 10 tháng 11, tại cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bên lề hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27, diễn ra tại thành phố Sharm el-Sheikh từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 11, Tổng thống Ai Cập Sisi khẳng định Ai Cập mong muốn tăng cường quan hệ chiến lược với Mỹ trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức. Cuộc gặp giữa ông Sisi và bà Pelosi diễn ra một ngày trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Ai Cập tham dự hội nghị COP27. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Biden tới Ai Cập kể từ khi ông nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng 1 năm 2021. Ông Radi cho biết, trong cuộc gặp, Tổng thống Sisi bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ Ai Cập, Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi, đặc biệt trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức như bất ổn, mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố và những tác động tiêu cực của các diễn biến quốc tế không thuận lợi đối với nền kinh tế cũng như an ninh lương thực và năng lượng. Thưa quý thính giả, tiếp nhận thông tin từ người dân về một cụ bà đi lạc ở Hà Nội, lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng xác minh và đưa cụ về nhà an toàn. Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 10 tháng 11, tổ công tác gồm Thượng úy Vũ Trọng Trung và Trung úy Vũ Trung Đức, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 10 chuẩn bị đi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 6, thì có người dân đưa một cụ già đến trình báo cụ đi lạc và có biểu hiện không minh mẫn. Ngay sau đó, hai cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đưa cụ về đội nghỉ ngơi, mua bánh mì và sữa để cụ ăn, ổn định tinh thần. Qua tiếp xúc hỏi thăm, được biết cụ đi lạc và không nhớ đường về nhà. Tuy nhiên rất may trên cổ cụ đeo một chiếc vòng có khắc tên Nguyễn Thị Nhỡ, 74 tuổi, ở Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội và số điện thoại. Sau khi liên lạc với gia đình bà Nhỡ, tổ công tác đã đưa cụ về nhà. Gia đình anh Nguyễn Văn Quyết con bà Nhỡ không giấu nổi sự xúc động và vui mừng và cho biết do mẹ tuổi cao, thường hay quên và đi lạc không nhớ đường về. Khi phát hiện không thấy cụ cả nhà rất lo lắng đi tìm. Không nghĩ cụ đã đi lạc cách nhà hơn 10 km. Gia đình cũng đã viết bức thư cảm ơn cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông thủ đô đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giúp đỡ nhân dân trong mọi hoàn cảnh. Thưa quý thính giả, vào khoảng đầu tháng 9 đến hết tháng 12 hàng năm, các cánh đồng dọc quốc lộ 4C khoác lên mình màu áo mới, được dệt bởi sắc tím, trắng, hồng đầy quyến rũ của hoa tam giác mạch. Loài hoa này không chỉ trở thành nét văn hóa, ẩm thực đặc sắc của Hà Giang mà còn góp phần thay đổi diện mạo, đời sống kinh tế của người dân địa phương. Trước khi trở thành đặc sản của mảnh đất biên thùy, tam giác mạch là cây lương thực bên cạnh bắp và lúa để cứu đói cho người dân khi mùa cũ đã qua, vụ mới còn chưa tới. Loại cây này được trồng tự phát, manh mún, đồng bào dùng hạt tam giác mạch để xay thành bột làm lương thực, thân cây để làm thức ăn cho gia súc. Nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch, tỉnh Hà Giang quyết định xây dựng chiến lược phát triển cây tam giác mạch trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng mang thương hiệu của tỉnh. Tại huyện Đồng Văn, hoa tam giác mạch chủ yếu trồng dọc theo trục quốc lộ 4C và một số xã trọng điểm như Súng La, Sa Phin, Phố Cáo, Phố Bản, Lũng Cú và thị trấn Đồng Văn. Giữa không gian mênh mông của núi rừng, những thảm hoa tam giác mạch trải dài bất tận khắp thung lũng, sườn đồi khiến cho mảnh đất biên thùy những ngày này trở nên thơ mộng hơn. Thưa quý thính giả, Chiang Mai là thành phố lớn thứ hai của Thái Lan, chỉ sau Bangkok. Nếu quý du khách đang muốn thoát khỏi sự đông đúc của Bangkok, hãy đến với Chiang Mai. Chiang Mai là một nơi hoàn hảo để tránh xa nhịp sống hối hả và nhộn nhịp của thành phố. Những ngôi đền lịch sử, những quán cà phê cổ kính và khung cảnh núi non tuyệt đẹp lại càng mang đến cho Chiang Mai một bầu không khí vừa nhẹ nhàng lại vừa quyến rũ lạ thường. Nếu quý vị đang tìm kiếm một nơi để thư giãn và phục hồi sức khỏe thì Chiang Mai là điểm đến vô cùng hoàn hảo. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 6 giờ sáng mai. Thân mến chào tạm biệt.